cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em làm một cái video giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh Nissan Teala. Mã sản phẩm của nó là 27280ZN30A, được sản xuất bởi công ty Nissan Nhật Bản, hàng của Valeo. Dàn lạnh Nissan Teala thuộc hệ thống điều hòa trên ô tô nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và được phân phối tại An Thái Auto. Dàn lạnh thực hiện nhiệm vụ làm bay hơi các chất làm lạnh ở dưới dạng hơi xương với nhiệt độ và áp suất thấp thông qua van tiết lưu. Dàn lạnh Nissan Teala được sản xuất bởi Nhật Bản nên người sử dụng có thể yên tâm về chất lượng cũng như tính năng và độ bền của sản phẩm. Tiếp đến, em xin mời mọi người sẽ nhìn tổng thể chiếc dàn lạnh đó. Đây là trên tay em đang cầm để gửi tới mọi người, đó chính là chiếc dàn lạnh đó. Đây mọi người nhìn này, các cái chi tiết của nó, các cái lan của nó rất là sắc nét. Vì nhôm của nó thì phải nói là đạt chuẩn. Và đây là cái mã sản phẩm của nó. Rất cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại ở mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.